Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 2 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài bảng chia 2. Có 14 cái bánh chia đều, chia cho mỗi bạn là 2 cái bánh, hỏi là có mấy bạn là được chia. Tính các thương trong bảng chia 2. 14 là chia 2 là được 7. Cái bảng này thì chúng ta sẽ tính ngược lại như thế này. Đây, bảng này nè. Chúng ta thấy nè, 1 ta nhân 2 phải bằng 2 không? 1 nhân 2 bằng 2. Vậy 2 ta chia 2 bằng 1. 2 ta nhân cho 2 là bằng 4. Cái bảng cửu chương 2 đó, chúng ta cũng đã học rồi. 2 ta nhân 2 là bằng 4. 4 là chia 2 là bằng 2. Tương tự 3 ta nhân 2 là bằng 6. 6 chia 2 là bằng 3. 4 ta nhân 2 là bằng 8. 8 ta chia 2 bằng 4. 5 nhân 2 bằng 10. 10 ta chia 2 là bằng 5. 6 ta nhân cho 2 là bằng 12. 12 ta chia cho 2 là bằng 6. 7 ta nhân 2 là bằng 14. 14 ta chia 2 là bằng 7. 8 ta nhân cho 2 là bằng 16. 16 ta chia 2 là bằng 8. 9 ta nhân 2 là bằng 18. 18 chia 2 là bằng 9. 10 ta nhân 2 là bằng 20. 20 ta chia 2 là bằng 10. Nè, 2 nhân 7 là bằng 14 nè. Giờ ta lấy 14 ta chia 2 là bằng 7. Thì cái này mới vừa đọc xong nó cũng gì xuất phát từ cái bảng cửu chương 2. Chúng ta qua bài, cái này chúng ta phải thuộc nha. Phải thuộc. Không thuộc không làm được. Chúng ta thuộc lòng rồi chúng ta làm rất là nhanh, nhanh cho những cái bài này. Bài số 1. Đọc phép nhân, phép chia trong bảng nhân 2, bảng chia chia 2. 2 ra nhân 3 là bằng 6. 6 ra chia 2 là bằng 3. Ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có là tương tự như cái bảng kia ha. Đây cái bảng chia 2. Bảng chia 2 thì thầy mới đọc xong á. Thôi mấy em đọc lại nha. Thầy mới đọc xong. Bài số 2. Đố bạn tìm các thương trong bảng chia 2 Mão. 12 là chia 2 là bằng 6. Nào. Bằng 6 đây nè, 12 nè. Chia 2 bằng 6 nè. Đây là thương là 6 nè. 2 ra nhân 6 là bằng 12. Như vậy chúng ta sẽ lấy 12 ta chia 2 là bằng 6. Rồi chúng ta qua trang tiếp theo. Hai ta chia 2 bằng 1. 12 ta chia 2 thì như vậy bây giờ chúng ta chưa rành cái bảng chia thì chúng ta sẽ nhẩm bảng cửu chương nhân thử xem ta lấy 2 ra nhân cho bao nhiêu là bằng 12. Như vậy là 2 là ta nhân cho 6. 2 nhân 6 là bằng 12. Cái này cũng tương tự vậy. Ta nhẩm bảng cửu chương 2, 2 nhân mấy bằng 4. Như vậy 2 nhân cho 2 là bằng 4. Là có nghĩa bây giờ nó trở thành là 4 ta chia 2 là bằng 2. 2 nhân mấy bằng 14, 2 nhân cho 7. 2 ra nhân mấy bằng 6, 2 nhân 3. 2 nhân mấy bằng 16, 2 nhân cho 8. 2 nhân 1 bằng 8, 2 nhân 4. 2 nhân mấy bằng 18, 2 nhân 9. 2 nhân mấy là bằng 10, 2 nhân cho 5. 2 nhân mấy là bằng 20, 2 nhân 10 là bằng 20. Rồi bài này 7 x 2 là bằng 14. 14 chia 2 bằng 7. 8 x 2 là bằng 16. 16 chia 2 là bằng 8. 5 x 2 là bằng 10. 10 chia 2 là bằng 5. 10 x 2 là bằng 20. 20 chia 2 bằng 10. 4 x 2 là bằng 8. 8 chia 2 là bằng 4. 6 x 2 là bằng 12.
12 chia 2 là bằng 6. 9 ta nhân cho 2 là bằng 18. 18 chia 2 là bằng 9. 3 nhân 2 là bằng 6. 6 chia 2 là bằng 3. Bài số 3. Chia đều số kẹo trong lọ hay gọi là hũ cho hai bạn, mỗi bạn được mấy cái kẹo? Gọi là 14. 14 thì chúng ta sẽ chia cho 2. Chia cho 2 thì chúng ta sẽ được là mỗi bạn là được là 7. Tất cả này đều là chia 2 ha. Cái này chia cho 2. Cái này cũng chia cho 2 bạn. Này là 8 ta chia cho 2 bạn là được 4, 4, 4 cây. 16 mà ta chia cho 2 là được là 8, mỗi bạn là 8 cây. Rồi, bài này là 10. Có chấm chấm bạn được chia kẹo. Như vậy chúng ta sẽ chia cho hai bạn nè, chia cho hai bạn thì chúng ta sẽ có là được là 5. Lấy kẹo trong lọ chia cho mỗi bạn là hai cái được không? Như vậy thì được 5 bạn. Và tương tự cái này chúng ta cũng lấy là chia cho hai cái là được là 6 bạn, 6 bạn có kẹo. 18 này để chia cho 2 là được 9 bạn. 9 bạn có kẹo. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.